những vật dụng bằng inox ngày càng được ưa chuộng và được sử dụng thay thế cho sản phẩm nhựa bởi inox cao cấp bền, không độc hại, lâu cũ và rất tinh tế. HK Smart Shop giới thiệu đến các bạn bộ đũa, thìa, dĩa inox cao cấp được đựng trong hộp đựng lúa mạch xinh xắn, tiện dụng, chắc chắn sản phẩm này sẽ làm hài lòng nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là giới văn phòng, học sinh, sinh viên và những người thường xuyên dùng bữa trưa bên ngoài. Bộ đũa, thìa, dĩa inox bao gồm một đôi đũa, một đĩa và một muỗng vừa sang trọng lại rất tiện dụng, được làm từ chất liệu inox cao cấp nên sản phẩm có độ bóng sáng, sắc sảo và tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Đũa, muỗng đĩa có kích thước vừa vặn, gọn nhẹ, bên cạnh đó, cũng có thể được làm với cán bọc gỗ hay bộ trơn với trên thân cán được khắc hoa văn rất đẹp và bắt mắt theo phong cách vintage mang đến sự hoài cổ, đơn giản và tinh tế. Chất liệu inox cao cấp nên sau thời gian sử dụng bạn không lo sản phẩm bị gỉ, da đen hoặc đổi màu, dù sử dụng nước lạnh hay nước sôi, bộ sản phẩm cũng không tạo ra những chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe. Một ưu điểm khác khi bạn sử dụng đồ dùng inox là việc vệ sinh thật đơn giản. Sau khi sử dụng, bộ sản phẩm không bám dầu mỡ nhiều như chất liệu khác mà còn sáng bóng, sang trọng và lâu cũ. Đối với giới văn phòng, học sinh, sinh viên thì việc chuẩn bị bữa trưa, đồ ăn sáng ở nhà là việc làm thường xuyên vì trong thời bão giá, mọi chi tiêu luôn được tính toán kỹ. Đặc biệt, những món ăn bạn mang theo bao giờ cũng ngon hơn, hợp khẩu vị hơn và đảm bảo vệ sinh hơn. Và trong những bữa ăn như thế, bạn sẽ cảm thấy ngon miệng hơn nếu sử dụng bộ đũa, muỗng, đĩa này. Không chỉ đơn thuần sử dụng cho giờ cơm, bộ đũa, muỗng, đĩa còn là dụng cụ tiện ích cho những giờ ăn vặt, liên hoan hoặc tiệc tùng nơi công sở. Đũa thật tiện dụng cho món sushi, muỗng cần thiết cho những lúc bạn khoái ăn chè, còn đĩa xiên trái cây thì hết ý nhé. Với chất liệu inox cao cấp, giá thành lại hợp lý, chỉ cần đầu tư chút tiền là bạn đã có ngay bộ đũa, muỗng, đĩa xinh xắn và tiện dụng này. Sản phẩm được đặt trong hộp đựng chất liệu lúa mạch an toàn, dễ thương và gọn gàng, giúp bạn thoải mái mang theo bên mình mọi lúc, mọi nơi. Hãy call hoặc Zalo ngay cho chúng tôi để những bữa ăn của bạn trở nên ngon hơn với bộ đũa thìa độc đáo này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website theo đường link trên màn hình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.